Vâng, em chào các bác nhé. Hàng mới về sáng ngày hôm nay thì được hai sản phẩm máy bay, đó là một con Sansui 771 là đứng dưới một em và trên vạn em nha bác. Đây là 771 đánh những dòng bass 40 là vô tư các bác, dễ ghiếp. 771 sở hữu một lực đánh khá là căng tiếng, loa nét rất là mạnh. Các bác chơi boss, chơi rebel hoặc là chơi những dòng loa cổ bass 40 30 là vô tư nha. Em này đẹp leng keng các bác, bộ gỗ đẹp keng luôn, chạy 4 cầu điện, điện 100 đến 240V, hiện tại là hàng Mỹ về điện 110V nha các bác. Con này em đang giao là 12 triệu nha các bác, bao gồm phí ship, bác nào chốt thì cứ alo nha. Anh có thấy hàng đẹp cứng luôn nha. 12 triệu bác nào chốt thì alo cho em chính nha. Sansui 771. Nó chỉ dưới con 881 thôi, nhưng mà lực đánh thì 9 với 10 so với 881 nên là những con này cực kỳ đáng chơi. Ở phân khúc mà 12 13 rồi các bác chốt nghe con 771. Vì tiếng nó dễ ghiếp quá, lực tiếng ba giải rất là căng. Bass mic trap rất là tốt, kể cả các bác ghiếp với bot và ghiếp một con vang là hát karaoke vô tư luôn á. Nó mạnh nên là máy trang bị lên tới 3 cầu loa này các bác, A, B, C hoặc 3, A cộng B, A cộng C này. Chứ con một con âm ly thường thì nó sẽ không trang bị 3 cầu đâu. Một con âm ly khỏe mạnh nó mới trang bị 3 cầu loa nha. 771 thì các bác nghe các bác mới thấy được cái chất của nó, uy lực. Rồi em về được một bộ mix UR4D. Vừa cách đây nửa tháng thì em có về hai bộ mà bộ bác chủ kia lấy rồi, nên em mới về được một bộ này. Bác nào chốt thì alo. UR4D thì bộ này hai tay mic beta 58A nha, đẹp cứng luôn, bao da này, máy móc này, đó là hàng USA nha các bác. UR4D là USA, đua nghĩa là hai tay mic UR2 đầu beta 58A, hai tay đẹp cứng luôn. Giá em đang giao là 32.500.000 nha, 32.500.000, chỉ còn đủ thì bớt 300, còn cọc tiền thì cọc 2-3 triệu trở lên là em ship hàng nha. Bộ nào về cũng phải là cứng công để các bác mình chơi, những bộ này tuyệt phẩm rồi. Và nó sẽ kèm theo phụ kiện dây kết nối xuống vang và một bộ pin sạc để các bác mình sử dụng. Nó chạy 4 cầu điện nha các bác, đẹp long lanh luôn nha. Những con này em về rất là kỹ nên không bàn là đồ đẹp. Hai bộ trước về là bắt chỗ chốt liền là các bác biết rồi á. Đấy, hiện tại đang vào điện các bác, tem cờ còn nguyên này, không thiếu gì hết luôn. Các bác thấy cờ anten này mới cứng con này, tem của xua đó các bác. Đấy, mới cứng con luôn. Bộ này 32.500.000 nha, 32.500.000, chứng khoản đủ là còn 32.200.000, cọc tiền thì vẫn giá 32.500.000, cọc 2 triệu trở lên. Còn con âm ly 771 là giá 12 triệu nha các bác. Bác nào chốt thì cứ alo cho em nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.